Chúa ở cùng anh chị em. Và Maria Magdalena khi thấy mẹ và con và bên cạnh các môn đệ người yêu, Chúa Giêsu nói cùng mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người lại nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Tôi biết người mẹ chăm sóc con cho con từng miếng cơm, khâu vá cho con từng chiếc áo ra.
nấu cho con những nồi lá sông khi con đau yếu. Mẹ xem người con linh mục của mình lúc nào cũng còn bé mọn để mọn cái lương truyền chùa. Tôi biết người mẹ khi còn sống hoặc chính mình hoặc nhờ người quen gửi đến cho con mình những trái dừa, những trái bưởi hoa thơm ngon. Tôi biết có người mẹ dù không được ở gần bên con, dù phải xa cách người con linh mục của mình, nhưng tâm trí mẹ luôn cầm kề con với đàn nhân con tôi hàng ngày, luôn cầu nguyện cho con luôn bền đầu trong ân gọi và tác vụ. Linh mục chúng tôi bên ngoài sẽ ra khô khan, nhưng bên trong tình thương đối với mẹ thật trầm lắng sâu xa. Và mẹ chúng tôi thì lúc nào cũng nhớ thương chăm sóc dành cho người con linh mục những gì mẹ có. Dù không đáng giá bao nhiêu, nhưng lòng mẹ thì bao la như đại dương và cao ngất như trời xanh. Đó là tình yêu của người mẹ lấp đầy hoàn trong tình yêu của người con. Thánh John Paul II trong thông điệp phẩm giá người phụ nữ đã đề cao vai trò người mẹ của linh mục. Người mẹ của linh mục theo Thánh John Paul II là người phụ nữ đã làm cho người con linh mục được lấp đầy hoàn chấm lúc trong đời mình tình yêu của người mẹ, tình yêu cao vời mẹ cao hơn bất cứ tình yêu nào khác, ngoại trừ tình yêu của Thiên Chúa. Được chọn trong thánh chức và tác vụ, linh mục hiến chọn cuộc đời cho Thiên Chúa và giáo hội, cho giáo phận và đàn chiên. Trong cuộc hành trình đời linh mục không tránh khỏi những chướng ngại, những thất bại, thất vọng, những ưu tư phiền hà, đến độ vẫn cảm nhận như thể mình bị bỏ rơi, bị hấp hụi, như thể muốn buông xuôi, thì tình yêu của người mẹ vực dậy, nâng đỡ và nhắc nhở để người con linh mục của mình không bị lầm, lạc hướng lầm đường. Tình yêu của mẹ sẽ làm cho con mình như thể được tôn đầy tình yêu, không có chỗ trống cho những thứ tình yêu đưa đến bất ngã và đổ lỗi. Người mẹ của Agostino, người mẹ của Don Bosco và nhiều người mẹ của các linh mục luôn đồng hành với các con linh mục của mình, nhất là những người con đang ngủ lặng chơi với nghe nhạc ở trong đám sương mù. Tình yêu của người mẹ trong những cầu nguyện cho người con linh mục của mình, chính lời cầu nguyện của mẹ trợ lực cho con được vững vàng, kiên định trong đời sống và tác vụ linh mục. Giữa những thử thách và tấn công, lời cầu nguyện của mẹ như sức nâng đỡ để đôi tay, tâm hồn và trí khôn của người con linh mục luôn dơ cao để phục vụ anh chị em mình trong tình yêu và phó thác. Thánh lễ an táng hôm nay, chúng ta chứng kiến sự đau buồn và tan quyền của những người thân của các con cháu. Dù biết rằng mỗi người đều phải cha đi về với Chúa, không ai có thể sống mãi ở đời này, nhưng sự đau buồn của tan quyền phải gợi lên nơi chúng ta lòng thương xót. Chúng ta cầu nguyện cho người đã chết và cầu nguyện nhiều hơn cho người còn sống. Họ còn những quãng đường dài để vượt qua, để sống tốt và kiên trì sống như những tín hữu của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho họ ơn đức tin, đức ấy lòng trong ngày vững vàng của Chúa Kitô là sự sống lại và sự là sự sống. Chính người ban cho chúng ta luôn được sống trong ơn điển Chúa ở đời này và sẽ được sống mãi trong đời sau. Ta
Anh nhiều để anh ôm anh tan và bố anh đang hôm nay. Ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận Chúa đã nhiều lần thương xót chúng ta khi chúng ta yếu đuối xa ngã, khi chúng ta xúc phạm đến tha nhân, khi chúng ta gây nên những bất công, khi chúng ta từ chối giúp đỡ những người nghèo khổ túng cực đau khổ. Những người bị chúng ta khinh miệt và lạm dụng, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và thương xót cho bà cố Anna vì những yếu đuối bất nhã và lầm lỗi của phận người. Tham dự lễ an táng hôm nay là dịp để mỗi người chúng ta suy nghĩ về cái chết sẽ đến với chúng ta. Không ai tránh khỏi cái chết, trẻ hay già, đau yếu bệnh rầu hay khỏe mạnh, và cả lúc bất ngờ Chúa sẽ đến lúc chúng ta không ngờ, giờ chúng ta không chuẩn bị. Vừa tin thức tin thác và lòng Chúa sống lên, vừa tin định thức và căn phòng để khi Chúa đến gọi chúng ta về với Chúa, chúng ta sẵn sàng hơn. Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa gọi con. Và khi xin một từ chân lành vào lòng chúng xót sẽ gọi chúng ta vào hưởng hạnh phúc đời đời với người. Cha Giuse và Tăng Nguyễn thân mến, bà cố Anna sau 89 lữ hành gần thế, nhưng người con Chúa và những người mẹ đẻ người vợ trong một gia đình đạo đức đã từ lòng trong ân sủng của Chúa và trong tình yêu của con cháu. Số một đời hy sinh gian khổ chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ cho con cháu nên người, và nhất là góp phần nuôi dưỡng linh mục của Chúa và giáo hội. Chắc chắn và đảm bảo quyền vì đã hoàn thành bổn phận trách nhiệm mà Chúa giao phó cho bà trong ơn gọi và đời sống gia đình. Những vầng khăn nai trên đầu con cháu, những vòng hoa tím, những lời cầu nguyện của các giáo sư và tâm thần yêu cũ được giới thiệu với thánh lễ an táng do linh mục đoàn và các tu sĩ nam nữ đồng nghiệp dân. Muốn nói với bà cố Anh Đa rằng chúng tôi cùng tuyên xưng với bà niềm tin về sự sống lại và sự sống hạnh phúc đời sau. Đồng thời cũng nói với cha Giuse và Tăng Nguyễn rằng chúng tôi vừa cầu nguyện cho bà cố, vừa xin Chúa ban ơn đức tin, sự an ủi và nâng đỡ